xin được gửi lời chào tới các em học sinh chào mừng các em học sinh đã tham gia buổi học môn toán 10 nội dung hình học ngày hôm nay thầy là nguyễn đắc thắng giáo viên toán trường trung học phổ thông chuyên hà nội amsterdam trong các tiết học trước chúng ta đã đi qua lần lượt về phương trình đường thẳng phương trình đường tròn phương trình đường elip và đã làm các bài tập tổng hợp liên quan đến ba đối tượng này vậy trong buổi ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục luyện tập uh, theo chủ đề đó là chủ đề đường thẳng Mời các em chúng ta sẽ cùng làm các bài tập có tính vận dụng cao và đòi hỏi phải nhiều bước suy luận ta mới ra được kết quả của bài toán. Ngay sau đây mời các em chúng ta sẽ cùng vào bài số 1. Trong mặt phẳng tọa độ Y, cho tam giác ABC có đỉnh A tọa độ (1;0) và hai đường thẳng lần lượt chứa các đường cao từ B và C có phương trình là x 2y cộng 1 bằng 0 và 3x cộng y 1 bằng 0. Hãy tính diện tích tam giác ABC. Mời các em chúng ta cùng ghi lại đề bài. Trong tình huống này, chúng ta có thể vẽ hình minh họa và thực hiện các bước suy luận để tìm ra lời giải của bài toán. Mời các em chúng ta cùng bắt đầu làm bài. Ở đây trên màn hình, thầy sẽ chiếu hình ảnh minh họa của bài toán. Mời các em chúng ta cùng quan sát trên màn hình. Chúng ta có tam giác ABC với tọa độ đỉnh A là (1, 0) và chúng ta có hai đường cao xuất phát từ B và C lần lượt có phương trình là phương trình đường cao từ B là x trừ 2y cộng 1 bằng 0 và phương trình đường cao từ C có phương trình là 3x cộng y trừ 1 bằng 0. Như vậy, để tính diện tích của tam giác ABC thì chúng ta cần xác định độ dài cạnh đáy và chiều cao tương ứng với cạnh đáy đó. Quan sát trên hình vẽ, chúng ta thấy có điểm A đã biết tọa độ và đường cao xuất phát từ đỉnh B thì sẽ vuông góc với AC. Như vậy từ đây chúng ta sẽ dễ dàng viết được phương trình của đường thẳng AC và khi chúng ta có phương trình của đường thẳng ac thì kết hợp với việc đường cao xuất phát từ c cũng đã có ta sẽ suy ra được tọa độ của đỉnh c và chúng ta làm thao tác tương tự thì ta cũng sẽ suy ra được tọa độ của đỉnh b như vậy đến đây tọa độ của ba đỉnh abc trong tam giác đã hoàn toàn xác định và chúng ta có thể tính được độ dài cạnh đáy ví dụ như là độ dài cạnh bc thì đường cao tương ứng của chúng ta sẽ là đường cao xuất phát từ đỉnh a và độ dài đường cao này thì sẽ bằng khoảng cách từ đỉnh a đến đường thẳng BC mà công thức khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng chúng ta đã biết vậy thì ta có thể dễ dàng tính được chiều cao và từ đấy ta tính được diện tích của tam giác ABC Như vậy đến đây mời các em chúng ta cùng bắt đầu làm bài theo gợi ý trên Chúng ta có lời giải cụ thể như sau Vì đường thẳng AC vuông góc với đường cao từ B nên phương trình của đường thẳng AC sẽ có dạng 2x cộng y cộng c bằng 0 ở đây thầy sẽ làm tắt bước này vì câu hỏi này đã trở nên rất quen thuộc với chúng ta qua các bài tập của các bài học trước. Chúng ta có điểm A tọa độ 1 0 nằm trên đường thẳng AC nên tọa độ điểm A sẽ phải thỏa mãn phương trình của AC. Tức là chúng ta sẽ có 2 cộng 0 cộng C bằng 0 và từ đây ta có được C bằng 2. Vậy phương trình đường thẳng AC sẽ có dạng 2X cộng Y trừ 2 bằng 0 sau khi có phương trình đường thẳng AC thì kết hợp với việc chúng ta đã biết phương trình của đường cao xuất phát từ đỉnh C thì ta sẽ tìm được tọa độ điểm C chính là nghiệm của hệ phương trình tạo bởi hai phương trình là phương trình của đường thẳng AC và phương trình đường cao xuất phát từ C. Hệ của ta sẽ có dạng 2x cộng y trừ 2 bằng 0 và 3x cộng y trừ 1 bằng 0. Và giải hệ này thì ta sẽ được x bằng trừ 1 và y bằng 4 thao tác giải hệ xin dành lại cho các em. Như vậy, chúng ta sẽ xác định được tọa độ điểm C sẽ là trừ 1, 4. Tương tự, đường thẳng AB vuông góc với đường cao từ C, nên phương trình đường thẳng AB sẽ có dạng x trừ 3y cộng C1 bằng 0. Và vì điểm A tọa độ 1, 0 nằm trên đường thẳng AB, nên ta cũng suy ra tọa độ điểm A sẽ thỏa mãn phương trình đường thẳng AB. Và thay tọa độ điểm A vào phương trình của AB, ta sẽ có được C1 bằng trừ 1. Và từ đây chúng ta sẽ kết luận được phương trình đường thẳng AB sẽ có dạng x trừ 3y trừ 1 bằng 0. Như vậy sau khi biết được phương trình đường thẳng AB kết hợp với phương trình đường cao xuất phát từ đỉnh B đã có thì ta sẽ tính được tọa độ điểm B sẽ là nghiệm của hệ phương trình x trừ 3y trừ 1 bằng 0 và x trừ 2y cộng 1 bằng 0. Và giải hệ phương trình này thì chúng ta sẽ được x bằng 5, y bằng trừ 2 hay chúng ta sẽ có điểm B tọa độ là trừ 5, trừ 2. Vậy sau khi chúng ta đã có được tọa độ 3 điểm ABC, thì ta sẽ tính diện tích của tam giác ABC dựa trên công thức tính diện tích truyền thống là bằng 1 phần 2 độ dài đáy nhân chiều cao. Và ở trong tình huống này, thầy sẽ lấy cạnh đáy là BC và chiều cao là xuất phát từ đỉnh A. Như vậy, chúng ta sẽ tính độ dài của đoạn BC sẽ bằng căn bậc 2 của trừ 5 cộng 1 bình phương cộng với trừ 2 trừ 4 bình phương bằng 2 căn 13. Và chúng ta dễ dàng viết được phương trình của đường thẳng BC là đường thẳng đi qua hai điểm B và C. Và ta được phương trình có dạng 3x trừ 2y cộng 11 bằng 0. Thao tác viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cũng là một thao tác quen thuộc cho nên thầy sẽ dành lại cái phần viết phương trình đường thẳng đó cho các em. Ở đây thầy sẽ ghi luôn kết quả trên màn hình. Và sau khi chúng ta đã có phương trình của đường BC và có tọa độ điểm A là 1, 0 thì từ đây chúng ta sẽ tính được khoảng cách từ điểm A đến đường thẳng BC sẽ bằng trị tuyệt đối của 3 trừ đi 2 nhân 0 cộng với 11 chia cho căn bậc 2 của 3 bình cộng với trừ 2 bình phương và chúng ta ra được kết quả là 14 phần căn 13. Và kết quả này chính là độ dài chiều cao tương ứng với đáy BC xuất phát từ đỉnh A. Và đến đây, chúng ta lắp vào công thức diện tích thì ta sẽ được diện tích của tam giác ABC sẽ bằng 1 phần 2 nhân với độ dài BC là 2 căn 13 và nhân với chiều cao tương ứng là 14 trên căn 13 và ta được kết quả là bằng 14. Như vậy, bài toán của chúng ta đã được giải quyết xong. Qua bài toán 1, chúng ta thấy với một câu hỏi rất đơn giản là tính diện tích tam giác ABC, chúng ta phải thực hiện khá nhiều thao tác. Vậy đây là một bài tập nâng cao và để làm được nó thì chúng ta phải nhận biết được các quan hệ hình học, quan hệ vuông góc hay là quan hệ song song ở trên hình để từ đó chúng ta xác định được phương trình các đường, tìm được tọa độ các điểm và trả lời được câu hỏi của bài toán. <laughs> Mời các em chúng ta sẽ cùng tiếp tục với bài số 2, có nội dung như sau. Trong mặt phẳng tọa độ OXY, cho tam giác ABC có điểm A tọa độ 2,0 và các đường thẳng theo thứ tự chứa đường cao kẻ từ B và trung tuyến kẻ từ C lần lượt có phương trình là X cộng Y bằng 0 và X trừ 2Y trừ 1 bằng 0. Hãy tìm tọa độ của các điểm B và C. Như vậy, bài toán 2 của chúng ta uh, chúng ta đọc qua sẽ thấy nó gần tương tự như bài toán 1, thay một cái chi tiết đó là thay vì biết phương trình hai đường cao thì bây giờ chúng ta biết phương trình một đường cao và một đường trung tuyến. Vậy mời các em chúng ta sẽ cùng vẽ hình minh họa bài toán và chúng ta hãy lưu tâm đến tính chất của đường trung tuyến để từ đó suy luận tìm ra lời giải của bài toán. Mời các em chúng ta cùng bắt đầu làm bài. Ở trên màn hình thầy chiếu hình ảnh minh họa của bài toán. Trong tình huống này, chúng ta có tam giác ABC và chúng ta có đường cao xuất phát từ đỉnh B và phương trình của đường cao này là x cộng y bằng 0. Và chúng ta cũng có đường trung tuyến từ C là phương trình x trừ 2y trừ 1 bằng 0. Vậy chúng ta lưu ý một chi tiết đó là đường trung tuyến xuất phát từ đỉnh C thì sẽ đi qua trung điểm của cạnh đối diện là trung điểm của AB. Và trong bài toán này thì thầy sẽ ký hiệu Y sẽ là trung điểm của AB. Vậy thì chúng ta nối tiếp với bài toán số 1. Vẫn với dữ kiện là điểm A đã biết trước tọa độ 20 và phương trình đường cao xuất phát từ đỉnh B cũng đã biết thì chúng ta sẽ xác định được phương trình đường thẳng AC là đường thẳng đi qua A và vuông góc với đường cao xuất phát từ đỉnh B. Và sau khi chúng ta có được phương trình của đường AC thì ta lại thấy điểm C là giao điểm của AC và trung tuyến xuất phát từ C. Thế thì từ đây chúng ta sẽ tìm được tọa độ điểm C chính là nghiệm của hệ phương trình tạo bởi AC và CI. Vậy sau khi chúng ta có tọa độ điểm C thì việc tiếp theo chúng ta sẽ phải suy luận để đi tìm được tọa độ điểm B. Và chúng ta lưu ý tính chất Y là trung điểm của AB như vậy nếu chúng ta đã có tọa độ điểm A và chúng ta có đường trung tuyến là CI Vậy thì chúng ta sẽ biểu diễn được tọa độ điểm Y thông qua tọa độ hai đầu mút A và B Và từ đấy nhờ dữ kiện điểm Y nằm trên đường trung tuyến là CI Thì chúng ta sẽ có phương trình để tính được tọa độ điểm B Như vậy với gợi ý như trên thì mời các em chúng ta sẽ cùng bắt tay vào thực hiện lời giải của bài toán và chúng ta sẽ có lời giải chi tiết như sau. Đường thẳng AC vuông góc với đường cao từ B có phương trình là x cộng y bằng 0. Nên từ đây chúng ta cũng suy ra được phương trình của đường AC là x trừ y cộng c bằng 0. Vì đường thẳng AC vẫn đi qua điểm A có tọa độ là 2, 0, nên ta thay tọa độ điểm A vào phương trình của AC, chúng ta sẽ có 2 trừ 0 cộng c bằng 0. Và từ đây chúng ta tính được c bằng trừ 2. Và như vậy chúng ta kết luận được phương trình đường thẳng AC sẽ có dạng x trừ y trừ 2 bằng 0. Tương tự bài 1 thì ở đây chúng ta có C là giao điểm của đường trung tuyến kẻ từ C và đường thẳng AC. Nên tọa độ điểm C sẽ là nghiệm của hệ phương trình x trừ 2y 1 bằng 0 và x trừ y trừ 2 bằng 0. Và giải hệ phương trình này thì chúng ta sẽ được x bằng 3 và y bằng 1. Từ đây chúng ta sẽ có tọa độ điểm C là 3, 1. Vậy ta đã hoàn thành xong nửa đầu của bài toán. Và tiếp theo chúng ta sẽ đi tìm tọa độ điểm B. Tọa độ điểm B chưa biết cho nên chúng ta sẽ đặt tọa độ điểm B là x0, y0. Vì điểm B nằm trên đường cao kẻ từ B cho nên tọa độ điểm B sẽ thỏa mãn phương trình của đường cao này và ta thay tọa độ điểm B vào phương trình thì ta sẽ được mối liên hệ giữa x0 và y0 là x0 cộng y0 bằng 0 và ta sẽ ký hiệu phương trình này là phương trình số 1. Tiếp theo, chúng ta có y là trung điểm của đoạn AB cho nên tọa độ điểm y sẽ được tính thông qua tọa độ của hai điểm AB và cụ thể nó sẽ bằng trung bình cộng tọa độ hai điểm AB. Từ đây chúng ta suy ra được tọa độ điểm y sẽ có dạng là x0 cộng 2 trên 2 và tung độ sẽ là Y0 trên 2. Dựa vào đặc điểm là điểm Y nằm trên đường trung tuyến kẻ từ C, nên từ đây chúng ta sẽ có tọa độ điểm C thỏa mãn phương trình đường trung tuyến. Vậy ta sẽ thay tọa độ điểm C vào phương trình trung tuyến sẽ có X0 cộng 2 trên 2, trừ đi 2 lần Y0 trên 2, trừ đi 1 bằng 0. Và rút gọn phương trình này thì chúng ta sẽ được kết quả là x0 /2 trừ đi 2y0 bằng 0. Và ta ký hiệu phương trình này là phương trình số 2. Vậy từ phương trình 1 và phương trình 2 thì chúng ta sẽ có hệ là x0 cộng y0 bằng 0 và x0 trừ 2y0 bằng 0. Và giải hệ phương trình này thì ta được x0 bằng 0 và y0 cũng bằng 0. Từ đây chúng ta kết luận được tọa độ của điểm B sẽ là 0, 0. Và trong tình huống này thì nó chính là trùng với gốc tọa độ ô. Như vậy, ở bài số 2, chúng ta thấy là đã kế thừa một phần của bài số 1, sau đó đã được phát triển lên bằng cách thay một dữ kiện đường cao thành dự kiện đường trung tuyến. Và đối với dữ kiện đường trung tuyến thì một lần nữa muốn ghi nhớ với các em, đó là nếu Y là trung điểm, đường trung tuyến của chúng ta sẽ nối đến trung điểm của cạnh đối diện và khi đó tọa độ trung điểm sẽ bằng tọa độ 2 đầu mút. Và từ đây chúng ta sẽ có các suy luận để thiết lập được phương trình. Như vậy chúng ta đã kết thúc bài số 2. Và tiếp theo, mời các em chúng ta cùng tiếp tục sang đến bài số 3. Bài số 3 sẽ có đề bài như sau. Cho mặt phẳng tọa độ OI cho hình chữ nhật ABCD có tâm Y tọa độ 1 phần 2 0 và phương trình đường thẳng AB có dạng x trừ 2Y cộng 2 bằng 0 và chúng ta có thêm một dữ kiện là độ dài cạnh AB sẽ bằng 2 lần độ dài cạnh AD. Hãy tìm tọa độ các đỉnh A, B, C, D biết rằng đỉnh A của ta có hoành độ âm. Mời các em chúng ta cùng vẽ hình minh họa cho bài toán và suy luận mối liên hệ giữa các yếu tố trên hình để tìm ra lời giải. Mời các em chúng ta cùng bắt đầu làm bài. Xin mời các em chúng ta cùng quan sát hình vẽ minh họa của bài toán trên màn hình. Ở trên màn hình chúng ta có hình chữ nhật ABCD và có tâm mi tọa độ là 1 phần 2 không. Và chúng ta đã biết thông tin về đường thẳng AB có phương trình là X trừ 2Y cộng 2 bằng 0. Và chúng ta cũng có thông tin thứ hai là độ dài đoạn AB sẽ bằng hai lần độ dài của đoạn AD. Và chúng ta cần phải đi tìm tọa độ của bốn đỉnh ABCD. Vậy trong bài toán này chúng ta có khá là nhiều thông tin cần phải đi tìm. Vậy thì chúng ta sẽ tối thiểu những cái dữ kiện cần phải đi tìm bằng những cái suy luận như sau. Thứ nhất là chúng ta đã có điểm Y tọa độ là 1 phần 2 0 và đường thẳng AB có phương trình là x trừ 2y cộng 2 bằng 0. Như vậy nếu chúng ta đặt tọa độ điểm A là xAIA thì từ đây chúng ta sẽ tìm cách để biểu diễn tất cả các điểm D, C, B thông qua tọa độ điểm A cụ thể chúng ta có y là trung điểm của đoạn ac như vậy với việc đặt ẩn cho tọa độ điểm a thì chúng ta cũng sẽ suy ra được tọa độ điểm y và chúng ta sẽ có cb trong trường hợp này vuông góc với đường thẳng ab thì chúng ta sẽ viết được phương trình của đường thẳng cb và từ đây ta sẽ tìm được tọa độ điểm b được biểu diễn qua tọa độ điểm a sau khi có tọa độ điểm b biểu diễn qua tọa độ điểm a thì ta có một cái thông tin quan trọng để thiết lập phương trình đi tính tọa độ các điểm đó là độ dài AB bằng hai lần độ dài AD hay nói cách khác là bằng hai lần độ dài BC. Như vậy từ đây chúng ta có phương trình là độ dài đoạn thẳng AB bằng hai lần độ dài đoạn thẳng BC và từ đó chúng ta sẽ có đủ căn cứ để đi tìm tọa độ của điểm A và từ đó suy ra được tọa độ các điểm BCD. Như vậy dựa trên định hướng trên, mời các em chúng ta sẽ cùng uh, bắt tay và làm chi tiết sau đây sẽ là lời giải chi tiết cho bài toán này. Chúng ta đặt tọa độ điểm A là XAIA, và vì điểm A sẽ nằm trên đường thẳng AB, nên tọa độ điểm A sẽ thỏa mãn phương trình của đường thẳng AB, tức là ta có liên hệ XA-2IA cộng 2 bằng 0. Và từ đây, chúng ta sẽ tính được hoành độ điểm A thông qua tung độ điểm A, tức là XA sẽ bằng 2IA-2. Vậy ở đây ta có thể chốt lại được tọa độ điểm A sẽ có dạng 2IA 2 và tung độ là 2IA. Ở đây chúng ta lưu ý đề bài yêu cầu là điểm A có hoành độ âm, như vậy chúng ta sẽ có 2IA 2 sẽ nhỏ hơn 0, tức là IA sẽ nhỏ hơn 1. Chúng ta sẽ sử dụng dữ kiện này để loại nghiệm ở cái bước cuối cùng của bài toán. Bởi vì chúng ta có I là trung điểm của AC cho nên ta sẽ có trung bình cộng tọa độ 2 điểm AC sẽ bằng tọa độ điểm Y, tức là XA cộng XC trên 2 sẽ bằng 1 phần 2 và YA cộng YC trên 2 sẽ bằng 0. Vậy thì từ đây chúng ta lại suy ra được tọa độ điểm C sẽ được biểu diễn qua tọa độ điểm A. Cụ thể, XC của ta sẽ bằng 1 chữ XA và chúng ta thay tọa độ điểm A là 2YA chữ 2 vào thì ta sẽ được kết quả là 3 trừ 2 IA. Đồng thời chúng ta sẽ có IC bằng trừ IA. Như vậy từ đây chúng ta cũng biểu diễn được tọa độ điểm C qua IA tức là C sẽ có tọa độ 3 trừ 2 IA và tung độ là trừ IA. Tiếp theo chúng ta có đường thẳng BC lại vuông góc với đường thẳng AB như hình vẽ minh họa của chúng ta đã thấy nên đường thẳng BC sẽ có phương trình dạng 2x cộng y cộng c bằng 0. Từ đây chúng ta sẽ đi xác định hệ số c nhờ dự kiện là đường thẳng BC đi qua điểm C. Nên ta thay tọa độ điểm C vào phương trình của BC thì ta sẽ được kết quả là 2 nhân với 3 2 IA trừ DIA cộng C bằng 0. Và ta rút gọn đi thì ta được C sẽ bằng 5IA chữ 6. Vậy từ đây, Chúng ta có phương trình của đường thẳng BC sẽ được viết lại dưới dạng 2X cộng Y cộng với 5YA 6 bằng 0. Sau khi có phương trình của đường thẳng BC kết hợp với việc có phương trình của đường thẳng AB thì chúng ta sẽ đi tìm được tọa độ điểm B, nó là nghiệm của hệ phương trình. X 2Y cộng 2 bằng 0 và 2X cộng Y cộng 5YA 6 bằng 0 và giải hệ phương trình này để tìm XY chúng ta sẽ coi IA giống như là một tham số và ta sẽ tính x và y theo IA. À ta sẽ được x sẽ bằng 2 2IA và y sẽ bằng 2 IA. Như vậy từ đây chúng ta sẽ có tọa độ điểm B là 2 2IA và 2 IA. Cuối cùng, để tính được giá trị của IA thì chúng ta sẽ dựa vào dữ dự kiện là độ dài của AB bằng 2 lần độ dài của AD tức là bằng 2 lần độ dài của BC. Và tọa độ điểm A, tọa độ điểm B đã có, như vậy chúng ta sẽ tính được tọa độ của vectơ AB là bằng 4 4IA và tung độ là 2 2IA. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ tính được tọa độ của vectơ BC là bằng 1 2. Và chúng ta lắp vào phương trình về độ dài đoạn thẳng thì ta được AB bình phương sẽ bằng 4BC bình phương và chúng ta sẽ thu được phương trình là 4 trừ 4 IA bình phương cộng 2 trừ 2 IA bình phương và bằng 20. Từ đây chúng ta sẽ giải được hai nghiệm IA bằng 0 và IA bằng trừ IA bằng 2. Và chúng ta để ý đến cái điều kiện là tung độ của điểm A phải nhỏ hơn 1 từ phần trước thì ta sẽ loại cái giá trị IA bằng 2 và chỉ nhận giá trị IA bằng 0 thôi. Và như vậy chúng ta sẽ được tọa độ điểm A là trừ 2, 0. Từ đó thay vào tọa độ điểm B và C ta sẽ được kết quả tọa độ điểm B là 2, 2. Tọa độ điểm C là 3, 0. Và cuối cùng để tính được tọa độ điểm D thì chúng ta rất đơn giản sử dụng công thức trung điểm một lần nữa. Chúng ta có điểm Y là trung điểm của đoạn BD. Và giờ đây thì Y đã có rồi. Điểm tọa độ điểm B cũng có rồi và ta sử dụng công thức trung điểm thì ta sẽ ra được tọa độ điểm D là trừ 1 trừ 2. Vì cái phần thao tác này khá là đơn giản cho nên thầy sẽ không trình bày lên trên màn hình và thầy sẽ viết luôn kết quả tọa độ điểm D. Phần thực hiện uh, thao tác các bước tính toán thì xin dành lại cho các em. Như vậy, bài toán số 3 của chúng ta đã được giải quyết xong. Và đây được đánh giá là một bài toán khó bởi vì chúng ta phải có nhiều bước suy luận và phải tìm ra được mối liên hệ thì mới xác định được tọa độ của bốn điểm abcd và một uh, kinh nghiệm chúng ta rút ra từ bài toán này nếu như đề bài yêu cầu tìm tọa độ của các điểm thì đầu tiên chúng ta sẽ chọn một điểm làm điểm mốc và chúng ta đặt ẩn cho điểm đó rồi tiếp theo chúng ta dựa vào các quan hệ hình học để ta suy ra được tọa độ các điểm còn lại và khi đấy thì số ẩn của phương trình sẽ được giảm xuống tối thiểu chỉ còn hai hoặc thậm chí là một. Chúng ta có bao nhiêu ẩn thì cần thiết lập bấy nhiêu phương trình và chúng ta sẽ đi tìm các dữ kiện giống như trong bài toán này là dữ kiện độ dài của AB bằng 2 lần độ dài của AD để từ đó ta thiết lập phương trình để giải tìm các ẩn. Vậy mời các em một lần nữa chúng ta cùng xem lại bài toán và chúng ta cùng tư duy lại một lần nữa để khắc sâu các cái suy luận trong bài toán này. Và bài toán cuối cùng thầy uh, giới thiệu trong buổi học ngày hôm nay có nội dung cụ thể như sau. Trong mặt phẳng tọa độ OXY cho tam giác ABC có đỉnh B tọa độ là trừ 4, 1, trọng tâm G tọa độ 1, 1 và đường thẳng chứa đường phân giác của góc A có phương trình là x trừ y trừ 1 bằng 0. Hãy đi tìm tọa độ các đỉnh A và C. Mời các em chúng ta cùng vẽ hình và tương tự như các bài toán trước, chúng ta sẽ suy luận để tìm ra mối liên hệ hình học giữa các yếu tố và từ đấy ta tìm ra được tọa độ các đỉnh A và C. Trên màn hình, thầy sẽ chiếu hình ảnh minh họa của bài toán này. Chúng ta có tam giác ABC và có tọa độ đỉnh B đã biết, tọa độ trọng tâm G cũng đã biết. Đường phân giác góc A có phương trình là x trừ y trừ 1 bằng 0 và yêu cầu chúng ta sẽ đi tìm tọa độ các đỉnh A và C. Như vậy từ dữ kiện của đề bài, chúng ta có tọa độ đỉnh B và có tọa độ trọng tâm G. Vậy thì nếu như chúng ta gọi D là trung điểm của AC thì từ đây, bằng tính chất của trọng tâm, chúng ta sẽ có được mối liên hệ giữa ba điểm B, G, D và từ đó chúng ta dễ dàng xác định được tọa độ điểm D. Vậy thì tọa độ điểm D là trung điểm của AC đã được giải quyết xong. Tiếp theo chúng ta có một dữ kiện quan trọng là đường phân giác của góc A. Vậy thì chúng ta lưu ý với việc điểm B đã có và có đường phân giác của góc A. Vậy nếu như thầy gọi E là điểm đối xứng với B qua đường phân giác của góc A thì chúng ta có một cái tính chất quan trọng là điểm E sẽ nằm trên đường AC. Và từ đây chúng ta sẽ tìm được tọa độ điểm E. Bài toán này chúng ta cũng đã làm trong các tiết học trước. Vậy thì sau khi chúng ta có tọa độ điểm E và tọa độ điểm D thì phương trình của đường thẳng DE nó cũng chính là phương trình của đường thẳng AC. Và ta sẽ viết được phương trình của đường thẳng AC. Và lúc này thì phần còn lại quá đơn giản. Chúng ta có phương trình của đường thẳng AC, chúng ta cũng có phương trình đường phân giác xuất phát từ đỉnh A. Vậy thì chúng ta sẽ tìm được tọa độ điểm A một cách dễ dàng. Và sau khi có tọa độ điểm A và có trung điểm D của đoạn AC rồi thì ta lại suy ra được luôn tọa độ điểm C cũng hết sức là dễ dàng. Vậy dựa trên gợi ý trên, mời các em chúng ta cùng bắt tay vào làm bài. Và chúng ta có lời giải chi tiết cho bài toán này như sau. Nếu ta gọi D là trung điểm của AC thì chúng ta có được mối liên hệ giữa ba điểm B, G, D đó là vector BD sẽ bằng 3 lần vector GD. Đây là tính chất chia tỷ lệ của trọng tâm tam giác. Và điểm B tọa độ là trừ 4, 1 và điểm G tọa độ là 1, 1 đã có. Vậy thì từ đây chúng ta sẽ tính được tọa độ của vector BD và tọa độ của vector GD. Và chúng ta lắp vào phương trình vector BD bằng 3 lần vector GD thì ta sẽ có hệ phương trình như sau. Hoành độ vector BD bằng 3 lần hoành độ vector GD tức là ta có x cộng 4 sẽ bằng 3 lần x chữ 1. Và tung độ vector BD cũng bằng 3 lần tung độ vector GD, tức là ta có y chữ 1 sẽ bằng 3 lần y chữ 1. Như vậy giải hệ phương trình này thì chúng ta dễ dàng ra được kết quả là x bằng 7 phần 2 và y bằng 1. Và từ đây chúng ta sẽ có tọa độ điểm D là 7 phần 2, 1. Tiếp theo, chúng ta sẽ gọi E là tọa độ x, y là điểm đối xứng với điểm B qua đường phân giác trong của góc A. Ta ký hiệu đường phân giác này là D để tiện gọi tên trong các bước sau. Và đường thẳng D sẽ có phương trình là x trừ y trừ 1 bằng 0. Ta có EB lúc này sẽ vuông góc với đường thẳng D và trung điểm Y của EB thuộc đường thẳng D nên tọa độ điểm E sẽ là nghiệm của hệ phương trình sau. Phương trình đầu tiên là 1 nhân với x cộng 4 cộng với 1 nhân với y trừ 1 bằng 0. Và phương trình thứ hai là phương trình liên hệ giữa trung điểm Y của EB thuộc đường thẳng D. Tức là ta có X 4 trên 2 trừ đi Y cộng 1 trên 2 trừ đi 1 bằng 0. Đường phân giác của góc A có vector phát tuyến là vector N tọa độ 1 1. Nên từ đây vector chỉ phương sẽ có dạng 1, 1. Ta có EB vuông góc với đường thẳng D nên tích vô hướng của vector EB và vector U sẽ bằng 0. Và từ đây chúng ta có phương trình 1 x cộng 4 cộng 1 x y 1 bằng 0. Mặt khác, gọi y là trung điểm của EB, thì tọa độ điểm y sẽ được tính bằng trung bình cộng tọa độ hai điểm E và B. Từ đây chúng ta có tọa độ điểm y có dạng x trừ 4 trên 2 và y cộng 1 trên 2. Và vì điểm y nằm trên đường thẳng D, nên chúng ta sẽ có tọa độ điểm y thỏa mãn phương trình đường thẳng D. Vậy từ đây chúng ta có x 4 trên 2 y cộng 1 trên 2 1 bằng 0. Và từ hệ phương trình này thì chúng ta rút gọn đi thì được kết quả là x cộng y cộng 3 bằng 0 và x trừ y trừ 7 bằng 0. Và giải hệ phương trình này thì chúng ta sẽ được x bằng 2 và y bằng 5. Từ đây chúng ta được tọa độ điểm E sẽ là 2 5. Vậy đường thẳng AC của chúng ta đi qua hai điểm D và E cho nên đến đây chúng ta cũng dễ dàng viết được phương trình của đường thẳng DE. Và đây là phương trình đường thẳng đi qua hai điểm thì phần thao tác viết phương trình này cũng sẽ dành lại cho các em. Thầy xin chiếu luôn kết quả của phương trình đường thẳng DE trên màn hình và phương trình đường thẳng DE có dạng 4x trừ y trừ 13 bằng 0. Nên từ đây chúng ta có tọa độ điểm A sẽ là nghiệm của hệ phương trình x trừ y trừ 1 bằng 0 và 4x trừ y trừ 13 bằng 0. Và giải hệ phương trình này thì chúng ta sẽ được x bằng 4 và y bằng 3, tức là điểm A sẽ có tọa độ là 4, 3. Vậy thì với việc chúng ta có tọa độ điểm A thì ta dễ dàng suy ra được tọa độ điểm C sẽ có tọa độ là 3 trừ 1. Phần xác định tọa độ điểm C sẽ dựa trên D là trung điểm của đoạn AC và chúng ta một lần nữa sử dụng công thức trung điểm ở đây là chúng ta sẽ xác định được luôn tọa độ điểm C. Và thao tác đơn giản này tiếp tục dành cho các em chúng ta cùng thực hành. Như vậy, qua 4 bài tập mà thầy cùng trao đổi các em trong buổi học ngày hôm nay, chúng ta thấy mức độ của các bài tập này đã khó hơn khá là nhiều so với mức độ của các bài tập trong các tiết học trước, đòi hỏi chúng ta có nhiều bước suy luận. Vậy thì uh, hy vọng rằng các em sẽ cùng xem lại các bài tập này và chúng ta một lần nữa thực hiện lại hoặc tìm những cái phương pháp mới từ đó khắc sâu kiến thức và nâng cao kỹ năng của mình. Bài học ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc. Cảm ơn các em đã theo dõi bài học và hẹn gặp lại các em trong các bài học sau. Xin chào tạm biệt và chúc các em học tốt.